Du đập hộp cho mọi người xem cái máy nấu sữa hạt này nha. Cái này á, nếu mà nói máy nấu sữa hạt không á, thì vẫn là còn thiếu lắm. Bởi vì á, nó rất là đa năng luôn. Ngoài ra nấu sữa hạt nó còn hầm súp nè, xay sinh tố nè, làm smooth nè, rồi kiểu như mà là cái gì ta, đun nước sôi nữa nha. Nó giống như một cái bình đun siêu tốc vậy đó mọi người. Rất là nhỏ gọn và dễ thương luôn, siêu 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 dễ thương. Cái này mà bạn nào mà hay đi công tác nè, du lịch nè, hoặc là cho con đi picnic đi chơi, rất là hữu ích. Mình thấy là hay lắm. Đây, cái máy này nó xịn xịn dã man luôn, cầm lên chắc tay lắm. Bên trong máy á, nó gồm có một cái này giống như là cái đồ đông, còn cái này á, là cái cọ vệ sinh ha. Bên tặng bên trong máy, ngoài ra nó còn có một cái sách hướng dẫn bằng tiếng Việt luôn. Mọi người lưu ý là mình mua những cái hàng mà nhập khẩu phân phối chính thức á, có đại lý ở đây á, có công ty sản xuất tại đây, thì tất cả những cái này á, những cái hướng dẫn nó sẽ bằng tiếng Việt như vậy là mình đọc rất là dễ hiểu luôn. Còn mình mua order nội địa Trung á, thì nó là hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc hết. Muốn mà tìm hiểu hoặc sử dụng tối đa những cái chức năng của máy á, nó rất là khó. Mình mua những cái hàng này vừa đảm bảo chất lượng, được có nơi sản xuất trội, màu trắng đẹp quá, rất là sang luôn. Ở đây á, cái tay cầm mọi người thấy không, người ta thiết kế rất là tinh tế. Ở tay cầm này nó bằng mút như vậy nè, có nghĩa là gì, cái độ bám của nó rất là tốt, mình cầm nó không bao giờ bị rớt ra khỏi tay hết nè. Cầm một tay cũng rất là chắc và nó bám không bao giờ bị rớt ra khỏi 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 cái tay của mình hết. Ở đây là một cái màn hình điện tử để chọn chức năng nấu, mọi người thấy không, nó rất là nhiều. Rồi nào là để đây, đọc làm sữa thảo mộc nè, hầm súp nè, pha trà nè, rồi nấu cháo nè, sinh tố hoặc là vệ sinh máy đó. Nó có những cái chức năng như vậy, rất là thích luôn, bằng cảm ứng hết nha. Nè, nhìn cái nắp nè, ở trên này sẽ là cái nắp trong ha, để mình coi ở trong này nó có gì nha mọi người. Đây, ở bên trong này nó sẽ có cái nguồn điện để sử dụng với máy nè. Mọi người thấy không, cái máy này nè, mọi người thấy cái lưỡi xay không? Cái lưỡi xay á, có nghĩa là khi mà mình làm sinh tố mình, hoặc là mình nấu sữa hạt á, xong mình nấu xong nó, mình có mình nhấn nút một cái là nó xay, hoặc là cái chế độ đó nó sẽ tự động xay cho mình luôn. Ở trong sách này nó sẽ có hướng dẫn rất là cụ thể, mỗi cái chế độ đó nó sẽ bao gồm là xay hay không xay gì đó tùy mình, rất là đẹp luôn. Những cái này đi du lịch hoặc là mình nấu ăn, nói chung là tùy vào nhu cầu của mỗi người ha. Máy này nó sẽ có hai màu như vậy, những cái màu này rất là dễ dùng và sạch luôn, vệ sinh rất là dễ, không có bị dơ gì hết. Mọi người cứ yên tâm là không biết là màu trắng nó có dơ hay không, dơ thì mình lấy khăn ướt mình lau là sẽ sạch hết nha. Đó, rất là gọn.